Toàn bộ số hàng gồm 8 tấn gạo, 5 tấn rau củ quả và một số hàng hóa thiết yếu với tổng trị giá 135 triệu đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh, bà Nguyễn Thị Mai Thủy chia sẻ khó khăn của tỉnh Nghệ An do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhằm chia sẻ khó khăn, góp phần cùng nhau vượt qua quãng thời gian này, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã vận động Hội Nông dân quyên góp nhu yếu phẩm, góp phần làm phong phú các suất ăn, phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch, bệnh nhân tại các khu cách ly và đồng bào khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các sản phẩm như rau xanh, củ quả đều do nông dân Hà Tĩnh tự sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn. Thay mặt Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quang Tùng gửi lời cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của Hội Nông dân các cấp và Hội viên Nông dân tỉnh Hà Tĩnh. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình cảm tương thân tương ái của Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh với Hội Nông dân tỉnh Nghệ An để chung sức cùng hệ thống chính trị và nhân dân vượt qua khó khăn của dịch COVID-19.